Dạo này em có hứng thú với giải cứu tôm tép trong tay ghê ta. Thưa anh chị cô bác, đây là ghe bắt trong tay, tép bắt tôm bắt trong tay, là người ta đi tan, người ta làm chết nhiều như vậy thì vì lòng từ bi em mua về, cho mấy con vịt ở nhà ăn và để A Di Đà Phật, và để giới thiệu đến anh chị cái cơ hội giải cứu động vật đúng cách. Em sẽ nhận hỗ trợ cho những ai đang làm ngư dân mà quá là khổ, bắt buộc phải chọn làm nghề ngư dân vì quá khổ cực. Em sẽ giúp đỡ anh chị làm ngư dân thoát khỏi cái cảnh giới khổ báo là làm hại chúng sanh này. Em sẽ cho quý vị mượn tiền để đừng đừng làm hại những cái con vật nhỏ bé này, nó là thức ăn, nó chính là thức ăn của những con cá tôm, những con cá lớn. Ở đây còn sống đúng không? Cố gắng nha. Được hai hai bạn. Trời, giống như là đang chơi trò chơi Squid Game vậy đó. Y chang như Squid Game luôn. Trong một số đống như vậy chết rất là nhiều. Và có bao nhiêu con được sống, nghĩa là giải cứu cái mấy cái loài mà bị bắt trong tay, thường người ta chỉ đánh được tôm tép thôi, không đánh được cá, bởi vì đi te nó chạy rất là chậm, nên tốc độ của nó chỉ bắt được mấy con tôm tép thôi. Và những cái này là thức ăn quan trọng cho những cái con mà đang sống, những con cá, những cái loài sinh vật sống dưới biển. Với thêm một phần quan trọng hơn nữa thưa anh chị, rất quan trọng luôn, khi mình cứu được những cái con này thành công á, phước báo của mình nó nhiều, thiệt là nhiều, nhiều còn hơn mình đi phóng sanh cái cách bình thường. Mình giải cứu những con vật trong tự nhiên này, phước báo rất là lớn. Em phải mua cái này về để em coi làm bài học kinh nghiệm. Và em đã nhận ra được rằng bảo vệ những loài này vô cùng quan trọng. Em mua về cho vịt ăn nè. Chết hết. Đúng là Squid Game thiệt. Rất là nhiều mà chết như vậy. Thì nếu mà cứ thuyền đi te mà vơ vét như vậy á, thì dưới sông nó còn con gì đâu mà. Thế nên những ai mà làm cái nghề mà vất vả để kiếm tiền này quá, thì em sẽ hỗ trợ cho thoát khỏi nghề đi te. Em sẽ hỗ trợ cho thoát khỏi cái nghề này, thoát khỏi nghèo. Dạ. Thì ai có nhu cầu mượn tiền
Em có khả năng em sẽ giúp để bỏ cái nghề đi te này đi, để không còn phải lệ thuộc là phải bắt buộc phải đánh bắt để kiếm sống như kiểu này. Cái này nó quá ác. Em thấy là đi đăng là tốt nhất, thưa anh chị. Sau khi em giải cứu những sinh vật ở trong rừng nước thì đi đăng á, cá nó luôn sống, mà cá to nó có giá trị kinh tế cao. Còn những con này nó đang là thức ăn của cá, mà mình bắt nó để mình ăn thì kinh tế cũng không cao, mình sẽ hủy hoại luôn cả những con cá nhỏ hơn nữa. Dạ có anh chị cô bác nào đang làm nghề đi tay không ạ? Em sẽ giúp đỡ cho. Rồi đi khỏi lệ thuộc vào đi te nữa thì mình chuyển qua, nếu mà ngư dân ấy, mình chuyển qua nghề đi lú đi. Để gì hên xui bắt được này con kia, đỡ cái nghiệp sát sanh hơn, nó xui nó chết. Rồi có điều kiện hơn nữa rồi chuyển qua đi đăng. Mình sẽ chọn lọc ra con nào quý hiếm á, thì mình thả, còn con nào nó thông thường á thì mình có thể bán, mà giá trị kinh tế nó cũng cao. Và đó là cái việc giúp đỡ trong cái ngành thủy sản. Rồi khi có điều kiện hơn nữa thì mình bỏ luôn cái nghề sát sanh này. Dạ. Cái này A Di Đà Phật. Bỏ được nghề này á, trời chết quá trời luôn. Còn anh chị nào có xem YouTube của em á, nhấn like ủng hộ em, hoặc muốn phóng sanh á thì ủng hộ em phóng sanh những cái con này để tạo điều kiện công ăn việc làm cho người ta thoát khỏi nghèo thì người ta không có hại nữa. Việc thoát khỏi nghèo này rất là đơn giản luôn, chuyển qua cái nghề khác, chứ làm cái nghề này thì nó quá là thấp, cái nghiệp nó thì lớn. Mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, anh chị thấy chết rất là nhiều. Đánh bắt được tôm tép không à, thức ăn của cá không à. Mua về cho vịt ăn mấy bữa. Hết thở rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra sông thả những bạn này. Đây là trò chơi con mực. Tất cả đều chết và chọn lựa ra những sinh vật có khả năng sống sót cao nhất là có 2, 4, 5, 6, 7 bạn. Bây giờ em sẽ thả xuống sông. Bạn nào sống thì trở về với tự nhiên. Đó là phước đức. Em phải tốn 150.000 để cứu được nhiêu đây. Em quyết định là tiền em làm nó cũng cực, nhưng em giúp người ta thoát khỏi cái sự quả báo khổ làm cái nghề sát sanh này thì cũng là hợp lý. Thứ nhất là em sẽ giúp mọi người ý thức đừng bắt những con nhỏ và mang thai. Thứ nhì là sẽ không bắt những cái con nó đóng vai trò chính trong chuỗi thức ăn của những cái loài lớn hơn, có giá trị kinh tế hơn. Một quốc gia giàu có là thể hiện bởi số lượng cá ở trong biển, ở trong sông,
chứ không phải là rác thải, không phải là những ngôi nhà cao tầng, và còn phải cả tài nguyên khoáng sản rừng nữa. Và rừng ngập mặn là giữ vai trò rất là quan trọng đối với một quốc gia. Bảo vệ rừng vượt ngập mặn rất là cần thiết. Bao nhiêu năm em làm việc cho các tỷ phú, giúp họ trở thành tỷ phú, tiền của họ cho em, trả cho em, thì em lại giúp thiên nhiên động vật. Thứ em có chính là kinh nghiệm để thành công, để thoát khỏi biển khổ. Thành công trên con đường giác ngộ, nhận ra nỗi khổ của việc làm hại chúng sanh, nhận ra cái bí quyết để có được cuộc sống tận hưởng cao cấp nhất của đời người. Trời thì mưa ướt nè, đi nhanh quá thì nó văng nước lên trên đồ, phải thay bộ đồ, phải giặt đồ nên phải đi chậm. Xin lỗi nha, các bạn sống được tới giờ là cũng rất tài giỏi rồi, nên cố gắng một chút, tôi sẽ đưa về môi trường sống của các bạn. Tôi sống ở đây là rất là hy sinh rồi, hy sinh những cuộc vui, hy sinh nhưng mà sống không nên hưởng thụ nhiều quá, thưa quý vị, anh chị, cô bác, bởi vì sẽ mất phước. Sống phải hy sinh. Nước sông giờ còn chưa chịu lên nữa. Mấy bạn cố gắng đi, sắp về sông rồi. Trời ơi, nước chưa lên nữa bạn ơi. Dạ, ngư dân nào mà làm việc kiếm tiền vất vả quá thì liên hệ em. Những anh chị đi te mà chích cá đó thì em giúp đỡ. Em giúp đỡ cho những anh chị đi te thôi nha. Còn đi mấy khác thì không. Bởi vì đi te hủy hoại hệ sinh thái nên em sẽ giúp đỡ, để anh chị chuyển qua đi lú, đi đăng. Dạ. Đi đăng. Đi đăng thành công là sẽ bắt được cá lớn, bán được nhiều tiền, cá chẽm, cá đồ á. Còn mấy con cá này đi lú thì hên xui, chủ yếu là bắt cua, chỉ có đi đăng mới bắt cá được thôi. Em bây giờ kinh nghiệm lên luôn rồi, nên em làm mấy tháng nay để tìm ra hướng bảo tồn cho rừng ngập mặn. Dạ, thả xuống rồi. Tỉnh lại hết không ạ? Ô, tỉnh lại rồi kìa, bơi kìa. Cố gắng lên các người anh em. Hay lắm, 7 bạn trở về thiên nhiên thành công. Chết cả ngàn bạn mà chỉ 7 bạn sống thôi là tôi cũng mừng rồi. Ê, có một vong linh nựng mông của em. Dạ, em là tiên cá nên em có thể cảm nhận được từ trường của vong linh rất là dữ dội, bởi vì họ yêu quý em á. À, xong hết rồi, tôm bơi nè. Ồ, tôm bơi nè. Đó, đó chính là tình yêu chân thật của em dành cho cuộc sống này. Có những người khổ hơn mình, thì mình là một cái lá rách, thì mình phải biết đùm cái lá tả tơi. Nếu mình quá giàu sang sung sướng mà mình cứ nói mình có trí tuệ, mà cái hành động của mình chưa thấy trí tuệ gì hết. Mình có trí tuệ là mình sẽ buông xả. Ai làm hại mình thì mình cũng phải bỏ qua, tha thứ cho họ, chừa cho họ con đường sống. Làm việc gì cũng không nên làm đến tận cùng, nên chừa cái con đường cho người ta. Hồi xưa đó, Hạng Vũ, Hạng Thiếu Long đó,
là rất là tài giỏi. Mà thôi đi, chuyện xa xưa. Ba xàm ba lát. Ê tụi con, go home. Về được rồi. Dạ rồi, em đã xong nhiệm vụ rồi. Go home. Đi. Em phải có thần thú đi theo bảo vệ em như vậy nè. Anh chị thấy không? Phải có đi trong bóng đêm vậy đó, để dẫn đường cho mình. Mắt thần thú sáng hơn mắt của mình. Go home, go home. Tối nhờ. Ê, chuyện gì? Gặp nàng tiên cá dưới sông hả? Cái gì? Hay là gặp thủy quái? Hay cá sấu? Đâu? Gặp cái gì? Gặp gì cũng không đáng sợ bằng gặp người. Gặp người là đáng sợ nhất. Ok, go home. Gặp ma, gặp quỷ, gặp thần linh, gặp tiên, gặp Phật, không có gì đáng sợ. Chỉ có gặp con người thôi. Gặp con người mình phải nói chuyện làm sao để người ta cảm thấy thoải mái, người ta không có ghét mình, người ta nở nụ cười chân thật với mình. Còn mình lỡ lời, không suy nghĩ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, người ta chỉ vì một chút thôi, người ta giận mình, người ta sân si lên, người ta ghét mình, mình cũng không sống được. Người ta thương mình cũng không sống được. Làm người khổ lắm. Làm người mà biết tu là thành thánh nhân, là thành tiên, thành Phật hết rồi. Không còn chịu trong khổ đau của ngã quỷ, súc sanh, địa ngục. Hơi. Go home. Này chư thiên quỷ thần ngụ tại nơi đây, tôi ưa là chàng tiên cá của thế kỷ này đến thế giới lần này với sứ mệnh giải cứu thiên nhiên động vật, để ngừng lại ngày phán xét của các vị. Chỉ vì chúng sanh vô minh làm hại thiên nhiên động vật, làm hại con cháu của quý vị, mà quý vị trở nên sân hận, tạo ra quả báo đại dịch, thiên tai, nạn đói, chiến tranh các kiểu. Nhưng xin quý vị hãy mở rộng lòng từ bi cho những chúng sanh có duyên sám hối, tai qua nạn khỏi, để họ còn sống có ích trong cái dịch bệnh Covid này. Có nhiều người ủng hộ Tuy Ôn trong việc phóng sanh giải cứu động vật đúng cách. Cũng không có ai nói xấu Tuy Ôn. Như vậy là tốt rồi. Tuy Ôn làm được gì hôm nay sẽ cố gắng. Tôi cũng cảm thấy hơi bị không được vui. Không được vui nhiều, cũng không buồn nhiều, cũng không giận nhiều, không yêu nhiều, không ghét nhiều. Cái gì cũng bình bình. Nên cuộc sống tôi nó bình bình. Thử cố một lần tham sân si, nhưng không nổi rồi. Tham không nổi, bởi vì có người tham hơn mình. Sân hận thì cũng có người tài giỏi hơn, chơi còn lớn hơn, chính nghĩa còn hơn mình nữa. Không chơi lại các vị Bồ Tát, chỉ có thể cứu thiên nhiên động vật thôi. Để coi coi có ai hơn được mình cái khoản này không.